Mời cả nhà ăn món cà ri giã chiến với em nha. Đây là thành quả sau 1 tiếng đồng hồ nấu của em đây. Nhìn cũng hấp dẫn quá đấy chứ. Thì đây là thịt vịt nha cả nhà, hơn 1 ký đó, khoảng 1,2 ký. Còn đây là củ khoai cao với khoai lang với một củ hành tây. Và em bỏ cái ngò gai vô để cho nó thơm ha. Bây giờ em sẽ phi thật tỏi thật là thơm nè. Sau đó em sẽ cho thịt vịt mà em đã ướp sẵn đường muối bột ngọt với là bột cà ri ông chà bà, nhưng mà cái màu của em á, thì nó không có được như màu cà ri lắm, tại vì em sử dụng ít cái bột cà ri ông chà bà cả nhà, do nhà em không ăn được cay á, đó là em bỏ thêm một tí bột nghệ vô, thành ra là nó ra màu vàng nghệ nhiều hơn đó. Ở cái khâu này thì cả nhà phải xào cho thật là săn nha, xào thật săn để cho vịt nó không còn mùi tanh luôn. Rồi sau đó mình hả bỏ nước cốt dừa, bỏ nước vào. Đây là cái hộp nước cốt dừa em mua đây. Cái này là nhờ nó mà em mới có nấu cái món này hôm nay đó. Tại vì em để tủ lạnh nó lâu quá rồi cả nhà, cả năm trời rồi mà cứ để tủ lạnh ngó nó hoài. Thế là hôm nay em lau ra em thấy vẫn còn hạn sử dụng nè. Hạn sử dụng nó thì tới 2 năm là ăn không sao luôn kìa cả nhà. Và cái nước cốt dừa này thì nó hơi là đặc, nó béo lắm cả nhà ơi, mới đổ vô mà nó ngậy mùi hết. Rồi bây giờ thì nó sệt quá thì em sẽ cho thêm 1 tí nước vào để nấu. Tại vì cái nước cốt dừa này nó khá là đặc và nó ít nước lắm thì mình sẽ không có nấu được cho thịt vịt nó chín với khoai nó chín đâu. Là cho thêm 1 tô nước vào nấu nha. Sau khoảng nửa tiếng nấu á thì thịt vịt nó bắt đầu ngấm ngấm rồi, mình nêm nếm gia vị lại ha. Còn cái khoai tây á, ủa cái khoai cao với lại khoai lang á, thì khoai cao cả nhà có thể chiên cũng được hoặc là không chiên thì bỏ vào luôn. Em đã bỏ vào luôn cả nhà, không có chiên xào gì, sẽ nhiều dầu mỡ lắm. Một hồi nấu ra hả mà con vịt nó ra quá trời mỡ luôn. Sau đó mình sẽ đợi thêm khoảng nửa tiếng nữa nha, cho nó ngấm vô khoai. Trong thời gian đó thì đi lên đầu trồng được cái bụi rau nè. Chắc đây là ăn lần lần thứ hai rồi đó, có cái bụi rau này nè mà. À, lâu lâu nấu canh chua nêm. Rau này nêm thơm lắm cả nhà. Em rất là thích ăn rau này với rau quế mà bỏ vô canh chua á. Tính ra nhà mà có đất trồng rau ăn nó sướng cả nhà. Cứ thiếu gì ra đó bứt thôi. Rồi ở trên Sài Gòn mình á, cái gì cũng mua chứ nha, nếu mà ra ngoài đường mua chắc cũng phải 2.000, 3.000 người ta mới bán. Bữa nay trời rất là xanh luôn nè, sau cơn mưa mấy hôm nay Sài Gòn ngập lụt quá trời luôn. Rồi thì bây giờ cái nồi cà ri em cũng đã hoàn thành rồi, thì sẽ bỏ hành tây vô bước cuối cùng nha. Rồi bây giờ múc ra tô thôi, chuẩn bị lên mâm ăn thử xem phản ứng của mấy men nhà em như thế nào nha. Lần đầu tiên em nấu mà nhìn cũng hấp dẫn lắm chứ bộ. Nhớ ngày xưa cả nhà cái món này á chỉ có mẹ nấu thôi và rất là lâu mới được ăn một lần, khi nào mà nhà có đám có tiệc á, thì mới nấu cái này chứ bình thường ít khi nấu lắm. Nấu đám thường là cái món này là cái món hay múc cho người thân của mình á, ai tới đám là múc cho 1 bị đem về và ai được cho ăn á, thì rất là ngon. Không cái hôm trước á nhà em cũng có đám với mẹ em cũng múc cho em 1 bịch á, từ dưới quê gửi lên cho bà chị em. Đợt đó bà về bà đám, bà dự đám em thì không có về được, thế là mẹ em múc cho em 1 bịch to lắm gửi bà. Ai ngờ đâu bà đi giữa đường bà ghé cả nhà, bà ghé nhà bạn bà mới nhậu tiếp, thế là chẳng lẽ đem vô gửi tủ lạnh người ta thì nó kỳ, thế là bà đem ra bà đãi luôn cả nhà. Em phải nhịn thèm từ bữa đó tới giờ chắc 3 tháng trời đó, nên là hôm nay mới có cái món này đó cả nhà. Ê anh nhỏ anh ăn mà em múc cho anh nói sao nó kỳ quá mẹ ơi, thấy nó kỳ quá. Vậy mà anh ăn cũng nhiệt tình ghê, anh ăn hết cái tô này xong rồi làm thêm tô nữa nha cả nhà, cho mẹ 10 điểm đó. Bây giờ tới em nè, em thử thành quả của mình nha. Nói chung là em nấu làm sao cả nhà, em cũng không cảm giác ngon bằng mẹ em nấu đâu. Chắc là hả ăn quen rồi, em quen mẹ nấu rồi nên là món gì cũng vậy, chứ cũng nấu giống cách của mẹ đó nhưng mà không có ra được. Và ăn món của mẹ nấu thì lúc nào cũng ngon hơn món mình tự nấu hết á. Cả nhà không biết có ai giống em không, chứ em về quê hả em ăn em thích ăn mấy cái món dân dã quê hương lắm, cá hồng tông kho, cá sặc rồi chiên vậy đó, chứ không có ăn sơn hào hải vị gì đâu. Mà em thích mẹ em nấu ăn cho em cơ, tại vì cái gia vị mẹ em nấu ngon lắm đó. Ăn xong thì bây giờ sẽ là xét mấy trái nho nha. Mấy trái nho này cả nhà sao mùa này nó rẻ ghê á, đợt cửa mới mua đúng 120 á, bây giờ nó còn xuống có 70.000 à cả nhà. Mà nho này ăn ngon ghê, không có hột gì trơn nha, ăn hầu như là ăn cả trái luôn cả nhà, bập 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 mà giòn mà ngọt mà không có hột. Rồi vậy thôi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của em nha.